Ngày 25 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học. Cùng với khởi tố dự án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với 15 người, trong đó 10 người bị bắt tạm giam và 5 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong số những người bị tạm giam có bà Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Ngô Vui, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính, Hà Huy Long, cựu phó phòng kế hoạch tài chính, Trần Ngọc Thắng và Trần Thị Thanh Xuân, cựu tổng giám đốc công ty MQF. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp để thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.